mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Em cứ tưởng lại là thiệp chứ. Kỷ niệm 8 năm của chúng ta mà lại tặng thiệp chán dữ vậy sao? Em mở ra coi thử đi. Vòng Long Phụng hả? Sao bà cổ lũ sĩ dữ vậy? Thì ra món quà này là bác trai mua giùm anh hả? Phước, nè. Nè, cảm ơn. Là vậy. Tại gần đây anh hơi bận, cho nên anh giao hết cho ba của anh lo. Anh cũng không ngờ bà lại mua vòng Long Phụng. Phương à, em đừng có giận anh mà. Nếu em không thích anh mua cái khác nha, được không? Có chuyện này em muốn nói với anh lâu rồi. Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm quen nhau 8 năm của tụi mình. Cái gì? Không phải hôm nay thì là hôm nào? Thứ sáu tuần trước đó. Cảm thấy bác trai quan tâm em còn nhiều hơn là anh quan tâm em. Bác cần em còn nhiều hơn anh cần em nữa đó. Đôi khi em còn nghi ngờ, không biết là em đang hẹn hò với anh hay là đang hẹn hò với bác trai đây. Anh biết là anh sai. Anh không nên để em cho ba sai việc như người ở. Em không để ý tới mấy chuyện này. Cái em để ý, từ trước tới giờ anh chưa hề bận tâm tới em. Cũng như tất cả những tiết mục hôm nay, từ đạp xe đạp tới bài nhạc ánh trăng đại diện cho lòng em. Ngay cả dòng Long Phụng này chắc cũng là bác trai sắp xếp cho anh, đúng không? Phương à, sao anh không bận tâm tới em được chứ? Phải, tiết mục hôm nay là do ba của anh làm ra. Nhưng mà anh thật lòng muốn mừng ngày kỷ niệm với em mà. Em không tin sao, em coi đi. Anh đã làm sẵn tấm thiệp rồi nè. Em coi, chỉ tại ba của anh nói như vậy không đủ thành ý nên mới làm nhiều chuyện vậy thôi. Phương à, sau này anh sẽ không vậy nữa đâu. Anh hứa với em tha thứ cho anh đi mà. Hình như anh vẫn chưa hiểu. Anh hiểu mà. Anh không nên nhớ làm ngày kỷ niệm, đúng vậy không? Em yên tâm đi, bây giờ sẽ ghi lại, sang năm sẽ không làm nữa đâu. Đại thụ à, em đã thích người khác rồi. Thật ra em chỉ là một cô gái rất bình thường, rất bình thường thôi. Cái em cần nhất chính là một người toàn tâm toàn ý thương em, yêu quý em. Và ở bên anh ấy, em thật sự cảm nhận được cảm giác được người ta yêu quý. Và quan trọng nhất là anh khiến em cảm nhận rõ ràng em là bạn gái của anh, không phải là má anh. Thì ra trên đời này có vài chuyện anh cho rằng đối phương không để ý, nhưng thì ra cổ chỉ là đè nén giấu kỹ ở trong lòng, không lên tiếng thôi. Tới khi phát nổ rồi anh mới phát hiện ra. Từ đó tới giờ mình chả hiểu cổ. Không làm được người đàn ông mà cổ luôn mơ ước bấy lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy bản thân mình thất bại lắm. Tới khi anh phát hiện ra, nghĩ đủ mọi cách, tìm cách để cứu vãn, nhưng không ngờ đã quá trễ. Cũng giống như cái bóng đèn vậy, vốn dĩ nó đã hư rồi. Anh có cố gắng cách mấy để mà sửa nó, có nỗ lực hơn nữa để sửa đi nữa cũng không mở được, không thể mở được.